Video này được tài trợ bởi shopkenshin24h.com, uy tín, an toàn, giá rẻ, với kho tài khoản đa dạng, hợp giá, nạp game an toàn. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Spyro Jaden. Phiên bản 3.1 chứng kiến sự thay đổi lần đầu tiên từ phía nhà phát hành đối với La Hoàn Thâm Cảnh bằng cách rút ngắn chu kỳ từ 6 tuần xuống chỉ còn 4 tuần mà thôi. Sau đó thì mẹo La Hoàn mới cũng sẽ đến với các bạn sớm hơn thường lệ một chút. Và cũng như từ trước đến nay thôi, mở màn cho mùa La Hoàn mới sẽ là video Mega Guide của tầng thứ 12. Từ hôm qua đến giờ thì mình chưa thấy nhiều lắm những bình luận than phiền về độ khó của kỳ La Hoàn này đến từ các bạn. Cá nhân mình cũng thấy phiên bản này dễ hơn tương đối nhiều so với các mùa La Hoàn trước, bởi vì quái trong mùa này hầu hết đều khá ít máu và nhà phát hành cũng không hề bố trí các đòi buff nguyên tố hoặc aura tạo debuff khó chịu như các mùa La Hoàn trước nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua về cơ cấu quái của tầng 12 mùa này nhé. Tại nửa chân phòng 1, chúng ta sẽ có rất nhiều quái nhỏ bố trí tại các điểm rải rác trên sàn đấu. Vì vậy, Venti, Sucrose và Kazuha sẽ cực kỳ hữu dụng. Các đội hình đóng băng tại nửa này cũng sẽ có nhiều đất diễn khi mà toàn bộ quái đều có thể bị đóng băng. Đợt quái thứ hai của phòng này có hai con Karagi cũng rất là thân quen rồi, chắc là sẽ không có nhiều khó khăn lắm đối với các bạn nữa. Nửa dưới ngay phòng đầu đã có khá nhiều quái máy móc nguyên thủy mới từ Sumeru. Chúng có cơ chế tàng hình và chỉ có thể bị phá vỡ bởi phản ứng xúc tác mà thôi. Vậy nên một đội hình có thể kích hoạt được phản ứng này sẽ rất là hữu dụng. Có một lưu ý nhỏ, đó là tuy cũng là quái thuộc dạng máy móc, nhưng mà bọn máy móc nguyên thủy này lại hoàn toàn không có lượng kháng vật lý vượt trội như các loại quái máy móc thời hiện đại mà chúng ta vẫn biết lâu nay. Do đó thì các bạn có một Yula mạnh mẽ, vẫn hãy cứ tự tin mang cô nàng này đi nửa dưới nhé. Ở quái thứ hai, chúng ta sẽ có hai con triệu hồi sư Eremite với rất nhiều hiệu ứng gián đoạn và lượng máu châu bò. Vì vậy, mình khuyến nghị các bạn nên mang theo một ai đó có khả năng bảo kê, hồi phục và chống gián đoạn. Nếu không thì đối đầu với bọn chúng cũng sẽ hơi mệt mỏi đấy. Tại phòng số 2, theo mình sẽ là nơi cho chúng ta free 3 sao và một chút thảnh thơi để nạp năng lượng cho phòng đấu cuối cùng, khi mà toàn bộ quái ở hai nửa trên dưới đều là những con quái cũ và đã xuất hiện trong rất nhiều phiên bản trước đó rồi. Phòng đấu cuối, nửa trên lại là rồng biển sâu. Tuy nhiên thì lần này nhà phát hành đã nương tay hơn khá nhiều khi bố trí toàn là rồng biển sâu cỡ nhỏ. Máu của bọn chúng không trâu lắm và vị trí sắp xếp cũng hiền hơn 3 con rồng ở 3.0 rất nhiều. Nửa dưới phòng số 3 có con boss chốt hạ là ma trận bán vĩnh cửu, có lẽ chính là nơi mình nhận được nhiều sự than phiền nhất đến từ các bạn. Cơ chế của nó cũng tương tự bọn máy móc nguyên thủy ở phòng 1, đòi hỏi bạn lý tưởng nhất là phải kích hoạt được phản ứng xúc tác để đưa nó vào trạng thái suy yếu. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ minh họa cách đánh với nó bằng 3 đội hình khác nhau, một đội có khả năng kích xúc tác, một đội chỉ có nguyên tố lôi và một đội hoàn toàn không có nguyên tố lôi để giúp các bạn dễ hình dung hơn nhé. Được rồi, với những hiểu biết về kẻ địch như vậy, mình sẽ lựa chọn đội hình Ganju tan trải ngược nhưng không dùng phòng quăm quái cho nửa trên để tiếp tục minh họa cho các bạn cách chọn vị trí và đội cơ trinh tăng cường cho nửa dưới. Về build của nhân vật và đội hình cụ thể đang được hiển thị trên màn hình, nếu không muốn xem build thì các bạn hãy sử dụng timestamp để đến luôn với phần thực chiến nhé. Tại phòng đấu đầu tiên, đợt quái thứ nhất như đã nói gồm rất nhiều quái Eremite lẻ tẻ. Trong đám quái đó, nếu không có phong quăm quái như đội của mình thì mình muốn các bạn chú ý nhất đến hai con Eremite chột mắt này. Chúng là hai con quái duy nhất trong bầy Eremite thường xuyên có xu hướng đi lùi ra sau thay vì lao vào chúng ta như những con còn lại. Do đó, hãy tập trung vào hai con quái này hơn và để đám còn lại tự ăn sát thương diện rộng khi chúng lao về phía chúng ta nhé.
Việc lựa chọn chỗ như thế này cũng sẽ giúp cho bạn ở vào một vị trí thuận lợi khi đợt quái thứ hai xuất hiện. Lúc này, bạn chỉ cần chạy một chút về phía sát sàn đấu như thế này thôi. Khi đó thì bạn sẽ có thể dụ được hai con Karagi tụm lại một chỗ. Trước đây mình từng đăng một video reaction lại màn xử lý hai con Karagi của Neko, các bạn có nhớ không? Hãy làm theo video đó, thường xuyên đứng về một phía của hai con Karagi và để bọn chúng thẳng hàng nhau để có thể gây sát thương đều lên cả hai con nhé. Với đợt quái đầu của phòng 2, mình chạy trách sang phía con máy nguyên thủy bên trái một chút để con ngoài cùng xích vào gần, sau đó là có thể xả chiêu rồi. Bọn quái này thì cũng không có gì đáng nói cho lắm vì máu khá là ít. Nếu bạn không đủ sát thương để xử lý bọn chúng trước khi tàng hình thì sẽ cần phá linh kiện hoặc tạo phản ứng xúc tác để phá vỡ trạng thái này. Trong đợt quái thứ hai thì sẽ có hai con triệu hồi sư, con quái nữ mang hệ phong và chuyên dùng các chiêu thức dạng hút, trong khi con nam mang hệ nham và chuyên dùng các chiêu thức hất tung. Bạn nên đánh con nữ trước vì nó là quái đánh xa, còn con quái nam sẽ tự nhảy vào vị trí của chúng ta thôi. Đối đầu với bọn chúng thì cũng không có mẹo gì đặc biệt cả, buộc các bạn phải ghi nhớ cách ra chiêu để tránh né, hoặc mang theo nhân vật bảo kê trong gián đoạn và hồi phục như mình đã nói ban đầu thôi. Ở cả phòng số 2 này thì mình thật sự không có gì để nói cả. Nó quá dễ kể cả từ cách sắp đặt quái lẫn cơ chế của quái. Riêng Magu Kenki thì mình tin là mình đã nói rất rõ từ những phiên bản trước rồi, vậy nên các bạn có coi đây như là một phần showcase thôi. Link đến video về Magu Kenki mình sẽ để trong phần mô tả hoặc phần gợi ý tại góc trên bên phải của video nhé. Điều duy nhất các bạn nên chú ý là hãy làm năng lượng nhiều nhất có thể cho phòng đấu cuối thôi.
phòng ban ở trên với 4 con rồng biển sâu nhỏ được nằm sát rạt nhau như thế này thì cũng hoàn toàn không có gì khó khăn cả. Chúng không tạo bong bóng, không kéo dài cù đao hay cũng không có khả năng gì đặc biệt. Vì vậy, khi đánh các bạn chỉ cần ghi nhớ là hãy đánh thật chủ động, tập trung quan sát các khoảnh khắc bắn quả cầu năng lượng của bọn chúng để tránh né, cũng như dùng kỹ năng hợp lý để ngắt chiêu bọn chúng là ổn thôi. Phòng này thì các bạn nên hoàn thành trong nhiều nhất là 1 phút thôi để dành nhiều thời gian hơn cho nửa dưới nhé. Với nội dung này, đầu tiên thì mình sẽ minh họa các đánh với ma trận bán vĩnh cửu bằng đội hình có thể kích phản ứng xúc tác, cũng là cách dễ nhất để đối đầu với nó. Mới đầu trận đánh, nó có một giai đoạn ngắn miễn nhiễm sát thương, bạn có thể dùng thời gian này để nạp hoặc set up các chiêu thức khác như cột Zhongli hay trụ Yaimiko chẳng hạn. Sau đó, ma trận bán vĩnh cửu có 10% kháng tất cả nguyên tố và vật lý, đây là mức kháng căn bản của nó. Trong giai đoạn này, nó sẽ gọi ra hai con quay dưới mặt đất. Bạn có thể xả một chút sát thương cho đến khi hai con quay này xuất hiện thanh máu, thì tức là ma trận bán vĩnh cửu sẽ tiến vào giai đoạn tàng hình. Trong giai đoạn tàng hình, nó được tăng 200% kháng đối với tất cả nguyên tố và vật lý, do đó thì đây sẽ không phải là một khoảng thời gian tốt để xả sát thương nữa. Thay vào đó thì nên tận dụng cơ chế của nó sẽ hay hơn. Tuy là cơ thể nó tàng hình, nhưng các dấu hiệu trên người nó thì không. Do đó, ở đây mình sử dụng Sayu để đánh dấu lên người nó bằng cách dùng debuff giảm kháng của bóng hình màu xanh. Khi nó tàng hình rồi thì mình chỉ cần quan sát quanh sàn đấu, xem dấu hiệu giảm kháng nằm ở đâu thì đó sẽ chính là vị trí cơ thể chính của ma trận bán vĩnh cửu. Xác định được vị trí rồi thì chỉ cần tạo một phản ứng xúc tác vào cơ thể của nó là sẽ phá vỡ được trạng thái tàng hình và tăng kháng, đưa mức kháng của nó về con số 10% căn bản. Đây sẽ là một giai đoạn tốt để bạn có thể bắt đầu xả sát thương. Với đội hình có xúc tác thì căn bản chỉ có thế thôi. Hết tê liệt thì nó sẽ tung ra một đòn đánh nào đó và sau đó sẽ quay trở lại như ban đầu, tiếp tục gọi ra hai con quay dưới mặt đất. Đến đây bạn cứ lặp lại như ban nãy là được rồi. Tiếp theo sau đây mình sẽ minh họa bằng một đội chỉ có lôi chứ không có thảo. Đầu tiên cũng set up trụ Miko và giảm kháng lôi như đã nói lúc nãy. Sau đó, khi nó tàng hình thì khác với đội kia, mình sẽ phải phá các linh kiện do nó đặt ra. Nếu đội hình của các bạn có nhiều chiêu thức off-field thì việc phá các linh kiện sẽ tương đối dễ dàng. Đội này thì mình chỉ có một mình Kazuha có chiêu nổ off-field thôi, còn Miko thì trụ luôn ưu tiên target vào cơ thể chính của nó nên không làm được gì. Cần lưu ý là khi chúng ta dùng kỹ năng nguyên tố và các linh kiện sẽ không cho năng lượng, nhưng mà khi phá được nó thì sẽ cho chúng ta rất nhiều năng lượng. Vì vậy nên các bạn cứ thoải mái dùng các chiêu nổ off-field, chỉ cần nó có cooldown ngắn và nhân vật build nhiều nạp để hồi kịp cho giai đoạn suy yếu thì không cần phải lo nữa nhé. Các bạn có thấy ở đây khi phá được linh kiện, Kazuha được hồi rất nhiều năng lượng không? Đó chính là cơ chế hồi năng lượng mà mình đã nói lúc nãy đấy. Rồi, khi phá xong linh kiện, ma trận bán vĩnh cửu sẽ gọi ra hai cột thảo như thế này. Tại đây bạn chỉ cần dùng lôi đánh vào nó là có thể khiến nó suy yếu thôi. Đến đây nếu có đủ nạp và dùng các chiêu nổ có thời gian ngắn như mình đã nói lúc nãy thì đội hình của các bạn sẽ sẵn sàng để xả lại rồi. Vì vậy, hãy xả toàn lực để kéo máu của nó thôi. Và tất nhiên là cũng như khi nãy, hết giai đoạn tê liệt thì tiếp tục lặp đi lặp lại.
Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng một đội hình không có hệ lôi. Nếu không có nguyên tố lôi, bạn sẽ cần carry của mình đủ mạnh và đội hình có thật nhiều chiêu thức off-field tốt để có thể rút ngắn thời gian phá linh kiện. Không đội hình nào đáp ứng các yêu cầu này tốt hơn đội Hu Tao 2 thủy, vì vậy mình sẽ dùng đội này để minh họa luôn. Đây là Hu Tao cung mệnh 1 và thương rồng tinh luyện 5 nhé. Mở đầu trận chiến, setup trụ Zhongli và nạp cho Yelan, sau đó mình dùng toàn bộ kỹ năng nổ off-field của Yelan và Xing Zhou, đồng thời đưa Hu Tao lên sân để kéo máu sơ sơ. Vì đã setup vị trí trụ Zhongli tốt nên khi linh kiện xuất hiện, toàn bộ đội hình 4 người của mình đều có thể tham gia và phá nó. Do vậy các bạn có thể thấy máu của linh kiện mất đi rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với đội hình trước. Sau đó thì tất nhiên rồi, nó sẽ triệu hồi cột tháo. Vì mình không có khả năng khai thác nó nên cũng không cần quan tâm làm gì. Thay vào đó thì lúc này các bạn có thể thấy cơ thể chính của nó đã dịch chuyển về ngay vị trí của mình thông qua khả năng đánh dấu từ bông hoa của Hu Tao lẫn giảm kháng của Zhongli. Lúc này mình đơn giản là đợi nó hiện hình trở lại, hoặc có thể dùng các kỹ năng nguyên tố lên cơ thể của nó để nạp chuẩn bị cho chu kỳ xả thôi. Hãy nhớ, phải xác định và dùng chiêu đúng cơ thể của nó thì mới tạo ra hạt năng lượng được, nếu chúng linh kiện thì sẽ không nạp được đâu nhé. Khi nó hiện hình trở lại thì sẽ là lúc chúng ta có thể xả sát thương. Mức kháng của nó trong giai đoạn này cũng trở về con số mặc định là 10%, hoàn toàn giống như khi bị suy yếu. Vì vậy, chỉ cần bạn tuần hoàn chiêu tốt và sẵn sàng xả hết công suất khi nó hiện hình ra là được, không nhất thiết phải làm cho nó suy yếu đâu. Rồi, các đánh là như vậy, tiếp tục lặp đi lặp lại thôi. Con ma trận bán vĩnh cửu này có hitbox hơi dị nên Hu Tao có lúc bị bay đi khá là xa, nhưng mà nhìn chung cũng không có gì quá ghê gớm cả. Và đó đã là tất cả những gì mình muốn truyền tải thông qua Mega Guide tầng 12 lần này. Mong là nó đã hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn nhận được nhiều nguyên thạch và hẹn gặp lại trong các video sau.